Chào mừng các bạn đến với bài thứ 3 của khóa học hướng dẫn tạo website với WordPress. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn mua hosting. Thì bài trước mình đã có tên miền rồi và mình cần phải có một cái web hosting nữa để mà chứa những cái dữ liệu trang web của mình. Thì cái hosting này có nhiều cái lựa chọn khác nhau, ví dụ như là GoDaddy, HostGator, Blue Hosting gì đó. Thì các bạn có thể chọn cái hosting nào đó phù hợp với cái sở thích của mình. Thì mình quen xài HostGator cho nên là mình đã sẽ hướng dẫn cái bài hôm nay là mình sẽ sử dụng HostGator để mua cho các bạn. Thì đầu tiên các bạn vào trang web tìm hiểu máy tính.com duyệt HostGator. Cậu nhấn Enter thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang khác. Các bạn có thể chọn được cái gói hosting của mình. Thì bước đầu tiên các bạn thấy là nếu mà các bạn chưa có một cái tên miền nào cả thì các bạn có thể mua ở đây. Nhưng mà nếu mà các bạn có một cái tên miền rồi á thì các bạn chọn ở đây, ví dụ là tìm hiểu máy tính.com. Ok. Thì ở đây có nhiều lựa chọn khác. Các bạn nếu mà muốn mua tên miền khác của cái HostGator này á, thì các bạn nhấn nhập vào đây, nhưng mà mình không có nên khuyên các bạn mua ở đây nha. Quản lý một cái tên miền một chỗ thôi, hosting để ở chỗ khác. Sau đó mình chọn cái gói của nó. Thì ở đây nó có ba loại: Hosting, sau đó Baby hoặc Business. Thì mình chọn cái gói Hosting thôi. Những gói khác á thì các bạn có thể nâng cấp sau này. Thì cái sự khác nhau của những cái gói này là cái gói hosting này chỉ sử dụng một domain nó thôi. Còn cái gói baby hoặc là business thì các bạn sử dụng nhiều domain thì chắc chắn cái giá của nó sẽ cao hơn nhiều so với lại cái gói hosting này. Các bạn có thể lựa chọn là mua trong vòng 3 năm, 2 năm hoặc 1 năm. Thì mình khuyên các bạn nên nếu mà muốn sử dụng lâu dài, nếu mà kế hoạch của bạn lâu dài thì các bạn mua 3 năm thì rẻ hơn. Còn không thì mua 1 năm. Sau đó các bạn chọn username. Ok, thì nó bị quá giới hạn là từ 2 đến 12 ký tự. Thì mình đặt tên đây thôi, tìm hiểu thôi. Sau đó các bạn chọn cái pin để mà nó nhận diện khi mà các bạn đã nhập vào. Chọn 4 số đến 8 số. Ok. Sau đó các bạn nhập email thông tin của mình vào. Thì các bạn cũng có hai cái lựa chọn để mà thanh toán là credit card và PayPal. Thì như mình nói ở bài trước thì các bạn có thể sử dụng thẻ ngân hàng, mà các bạn thẻ Visa nha, hoặc là Master gì đó, với thẻ debit thì nó không được nha. Các bạn gõ thông tin vào đây, sau đó cái số thẻ của các bạn và cái CV code này là ba cái số nằm ở phía sau lưng của cái thẻ của các bạn. Thì các bạn kiểm tra. Thì cái này mình không điền địa chỉ vô tại mình không có nhu cầu mua. Mình chỉ demo cho các bạn thôi. Sau khi điền thông tin rồi á thì các bạn kiểm tra những gói cước khác. Thông thường những hosting này á nó sẽ cho các bạn những cái gói cước mà lồng những cái dịch vụ hỗ trợ thêm. Thì các bạn không cần. Tại vì phí nó rất là đắt mà các bạn có thể tự mình làm được. Các bạn nhớ bỏ chọn đi. Thì ở đây có một cái mã coupon đó là Travel Coffee Shop. Thì các bạn có thể tự đánh vào. Và là nếu mà các bạn nhấn vào từ cái đường link hồi nãy thì nó sẽ tự thêm vào các bạn luôn. Sau khi các bạn chọn xong thì mình giảm được 25%, thì khoảng 80 đô Mỹ một năm. Thì sau một năm thì các bạn có thể tự renew lại cái hosting này. Thì như mình nói ở trên thì các bạn nhớ điền thông tin rồi thì cái nút check out nó mới hiện ra. Thì do mình mua rồi cho nên mình không có điền cái số này vô để demo cho các bạn đồ. Thì sau khi mà các bạn mua rồi thì nó sẽ gửi lại email cho các bạn thông tin của tài khoản nếu mà các bạn đăng nhập.
nó sẽ kèm theo một cái đường link cộng username và password, thì các bạn nhớ giữ kỹ nha. Email mà các bạn bị hack hay là bị lộ ra hay là bị sơ hở như thế nào đó thì người khác có thể biết được thông tin của các bạn mà họ đăng nhập vô được, cho nên là nhớ cẩn thận. Thì sau khi các bạn nhấn vào cái đường link ở trong email thì các bạn sẽ dẫn đến một cái chỗ mà đăng nhập tài khoản của mình, thì các bạn copy cái username và password của mình vào, đăng nhập vào cái cPanel này. Thì nơi này chính là cái nơi mà các bạn upload dữ liệu lên để mà tạo được cái trang web của mình. Thì các bạn login vô, bỏ đi, ok. Thì đây chính là giao diện cPanel để mà các bạn quản lý cái hosting của mình. Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt WordPress từ cái hosting này. Hẹn gặp lại các bạn vào bài sau nhé.